Đá luôn được mệnh danh là vật liệu có tính bền vững, vượt thời gian. Với các sản phẩm đá nhân tạo, một trong những băn khoăn của người tiêu dùng, liệu chúng có đạt được độ bền cao như các sản phẩm đá tự nhiên mà chúng ta đã quen thuộc hay không? Để giữ được độ bền đẹp của sản phẩm đá, vai trò của người sử dụng là vô cùng quan trọng. Chúng ta cũng có những lưu ý nhất định trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng sản phẩm đá Thạch Anh nhân tạo.